ta đến người ta thỡ ngàng, bởi vì là pho tượng giống như người thật và giống như ngài còn tại thế. Là năm anh em chúng tôi đi trên một cái chiếc xe để từ Lào về Việt Nam thì đến cửa khẩu Cầu Treo. Thế thì cố trưởng đạo ngồi trên một cái ghế cũng như cài sức beo hết tất cả. Thế thì năm anh em chúng tôi xuống trình hộ chiếu thì anh ở cửa khẩu Cầu Treo của bên Lào thì đang nghỉ, đã bảo thế tất cả là 6 người sao thì có 5 hộ chiếu, bởi vì người ta nhìn thấy còn một vị nữa ngồi trên xe. Thế thì chính vì như thế, thế thì bắt đầu mới, chúng tôi mới nói tuồng là thế anh phải ra đấy anh xin cụ hộ chiếu, thế chúng tôi xin cụ không cho. Thế thì anh ấy ra, anh bảo anh nhìn thấy cố trưởng đạo bằng để anh đi quỳ ở đây, thì đấy là cái mà dấu ấn nhất trong các pho tượng. Bức tượng của trưởng lão Thích Thanh Tứ là một bức tượng đẹp, bởi vì là không những là toát lên được cả cái bên ngoài mà còn thể hiện được cả cái thần thái bên trong của trưởng lão. Cái thần thái đấy là một thần thái từ bi hỷ xả, cả một cuộc đời dấn thân để hoành dương chánh pháp, cứu độ chúng sinh, và có công rất lớn trong công cuộc là kết nối của Phật giáo Việt Nam. Khi mà cùng mất mà đúc được cái tượng này thì nó thấy tâm đắc lắm. Tôi thấy rằng là nó có một cái hồn như là cụ vẫn tưởng tượng như cụ vẫn đang sống, vì nó làm một cái tượng này rất đẹp. Cái tượng này làm ở tận Thái Lan đấy.